sáng ngày hôm qua tại ngã ba Đinh Tiên Hoàng giao nhau với đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong tại chỗ và một người bị thương. Nạn nhân tử vong là em Lê Thị Thảo, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk. Nguyên nhân là do va chạm giữa xe container và xe máy do em Bùi Thị Vi điều khiển chở theo Lê Thị Thảo. Hậu quả em Thảo bị cuốn vào gầm xe container, tử vong tại chỗ. Em Bùi Thị Vi văng ra bên lề đường, bị thương được người dân thành phố Buôn Ma Thuột đưa đi cấp cứu. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế container đã rời khỏi hiện trường.